Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo Hình Nương, Đạo Phật ngày nay đang có mặt tại một phần của chùa Kỳ Viên do Triệu Phú Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà phát tâm cùng cúng. Ở vị trí này đó là cây Bồ Đề, có tên gọi là cây Bồ Đề Ananda. Sở dĩ cây này có tên gọi như thế đó là vì trong suốt 24 năm 9 tháng Đức Phật hành đạo và xây dựng thánh địa của Đạo Phật ở tại đây đó, thì có một mùa ăn cư nọ Đức Phật nhập hạ một nơi khác để gieo duyên cho những người đó biết đạo. Thì gần gũi Đức Phật đã lâu mà bây giờ nghe nói Đức Phật sẽ vắng khỏi chùa Kỳ Viên 90 ngày, thì Ngài Ananda mới khởi lên một sáng kiến đó, đó là xin Đức Phật cho phép chiết nhánh cây Bồ Đề ở Bồ Đề Tràng trồng ở vị trí này, để mỗi khi nhớ Đức Phật á, thì tăng đoàn ra ngồi thiền quán tưởng cây Bồ Đề để hình dung là Đức Phật đang hiện hữu. Thì Đức Phật đã nhận lời và phái cử tôn giả Mục Kiền Liên đến để nhận cây Bồ Đề về đây. Và khi làm lễ đó thì tăng đoàn đã mời vua Ba Tư Nặc, rồi có mặt thêm cư sĩ Cấp Cô Độc và hàng ngàn tăng đoàn ni đoàn cùng cộng đồng Phật tử. Thì hôm đó đó thì nhiều người đề xuất là để vua trồng, thì Đức Phật nói đây là vấn đề tâm linh, cho nên là Đức Phật và tăng đoàn cùng trồng. Thì vua trở thành là khách quý chứng kiến cái sự kiện đó thôi. Và sau khi trồng này xong á, thì Đức Phật mới đặt cái tên đó là Ananda Bodhi Tree, tức là cây Bồ Đề Ananda. Ananda có nghĩa là khánh hỷ, là niềm vui dân tràn. Vậy vậy thì cây Bồ Đề này nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất á, là biểu tượng cho sự hiện hữu của Đức Phật tại đây. Và từ đó đó, tín ngưỡng cây Bồ Đề đã trở thành một phần văn hóa không thể tách rời với đời sống tinh thần của Phật giáo Nam truyền cho đến thế kỷ thứ 12 Tây lịch, tức là suốt đó là 18 thế kỷ, thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 12, thì cái tín ngưỡng thờ cây Bồ Đề tại Ấn Độ như là thờ Đức Phật đó rất là thịnh hành. Hồi giáo tàn phá vào thế kỷ thứ 12 cho nên là mất gốc tại Ấn Độ, nhưng mà tại Tích Lan từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch cho đến bây giờ thì tín ngưỡng cây Bồ Đề như là thờ Đức Phật vẫn còn rất là phổ biến. Và đêm hôm đó đó thì Đức Phật và tăng đoàn đã không ngủ, ngồi thiền xung quanh cái cây Bồ Đề vừa được trồng đó. Thì ngày hôm nay chúng ta đến đây đi thiền hành xung quanh cây Bồ Đề, và chúng ta liên tưởng là mình đang đi xung quanh Đức Phật như một cái nét văn hóa tôn kính, và mình liên tưởng là mình đang đảnh lễ Ngài, và liên tưởng đến ý nghĩa Ananda là khánh hỷ, để mình mong là sự an lạc đối với thế giới, chấm dứt chiến tranh, sự an lạc đối với nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng phát triển, sự an lạc đối với gia đình của mình, vợ chồng hạnh phúc, tâm đầu ý hợp, và các thành viên nó hòa thuận với nhau, rồi sự khánh hỷ đối với cuộc đời, tức là chúng ta tùy hỷ công đức, không ganh tị, không ghen tị, để cho tâm mình thật sự được bình an. Và bây giờ thì mời tất cả cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, đi cái hàng này nè. Đi về hàng chính giữa.
Tôi nghe như vậy một thời Đức Phật ở kỳ khiến cho tâm cô độc phải tự kỳ đà phản tâm kiến cúng vào sáng hôm nọ âm cấp cô độc cùng với năm trăm cư sĩ cùng thành viên tâm lời phong rồi ngồi một bên này xa đời phong dùng nhiều phương tiện yến pháp khai tâm cho các cư sĩ mang lại niềm vui và sự khen ngưỡng đối với tâm bảo và sự thực tập con đường chuyển hóa ngày xa đời vòng định viên đưa quán đầu thành năm vấn định lễ chân người rồi ngồi một bên nín thơ chính niệm thế tôn ân cần dạy bảo mọi người những điều cốt lỗi mà người thầy tứ niệm người áo trăng xong đời thánh cao dinh dự trọn vẹn năm điều đạo đức tu tập đầy đủ bốn tâm cao thượng có thể đạt được một cảnh giới vàng phước và hạnh phúc ở trong hiện tại và biết chắc rằng cũng còn rơi rớt trong các nghèo ham và loài động vật trong kiếp tương lai đồng thời người ấy đã được chém chăn giữ vào lòng thành ở hòa thứ nhất đại đức thứ nhất đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa mọi sự giết hại buông bỏ vũ khí chấm dứt bạo động thường xoan mọi loài bảo vệ thiên nhiên biến sống hộ thẹn lương tâm trong sáng nhờ thực tập này đệ tử áo trắng khối thần gọng rửa tâm niệm giết hại sẵn trong hạnh phúc và sự an vui đại đức thượng ai đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa tôn trọng sở hữu hợp pháp của người những gì không cho thì không được lại quy tính bố thí cứu người giúp đời vượt qua nghèo khổ lũng bố thí thì không câu đền đáp nhờ thực tập này đệ tử áo trắng không bị tâm lý tham lam sống trong liêm kia dấu lòng người tha đại đức thứ ba đề từ áo trăng quyết tâm xa lìa tà dâm mối tình sống hạnh phúc chung thi bảo vệ hạnh phúc tất cả mọi người trong sự bảo hộ của cha và mẹ cả cha mẹ anh chị em ấp bên suối giang tình nào vợ chồng con của mình là người và kẻ cuồng dâm bạo lực gia đình hợp kẻ bán quán nhờ thực tập này đờ tự áo trắng không bị tâm lý hướng tù tâm kém làm mất hạnh phúc đã đức tự tư đờ tự áo trắng quyết tâm xa lìa chậm giúp mối lão tuyên bố sự thờ không nói chia liền ông mơ nơi lời lạc nhờ thực tập này đờ tự áo trắng ăn trú chánh niệm đáng được tinh cậy y tính tăng trưởng đài được thứ năm đờ từ hào trắng quyết tâm xa lìa rượu và ma tính các chất kỹ xây chấm dứt thói quen hương tù độc tố không tham gia vào xà sức buôn bán các đồng tố này nhờ thực tập này hiện giờ sống khỏe và sống hạnh phúc với người thân thương này các đờ tự người nằm áo trắng sống đời tại gia hay cố gắng gìn giữ nắm điều đạo đức và được tiến thiết đời sống hạnh phúc với nhiều vượt báu trong đời hiện tại và đời vị lai này các đờ tự
dự là dài dài phương pháp đàn được bốn tâm cao thượng trong hiện tại này một cách dễ dàng vừa hiểu giá trị cao tâm thao thượng một đời từ áo trắng quán niệm Như Lai là bậc giác ngộ không còn dính mắc bậc minh hạnh túc là thật thiên tơ bậc giác nhãn vàng điều ngờ trường phu lan thiên nhóm sư là Phật Thế Tôn nhờ quán niệm này tận tâm nhập niệm thấy điều tiểu dục không còn yếu tổ bậc thiên yếm ngựa cầu sổ sau ảnh hưởng chỉ phu nhờ quán tưởng Phật tâm được lắng trong lạc được an vui lắm nhờ từ áo trăng quan niệm chánh pháp đưa Phật giảng dạy tài tình vợ yêu có khả năng lớn đưa đến gia tộc mọi sự khổ đau và các phiền não tâm được thử thai không bị nóng bức an vui lâu dài tâm cao thượng bởi ba đà tự áo trắng quan niệm tăng đoan của Đức Như Lai giờ trên nẻo thiền tánh và chánh chánh hướng theo chánh pháp Cầu vi gia quang chân quán la hán hòa nam hòa tử đà hòa tu đà hoàng hạnh đang tính đường đạt các hòa ấy tấn đoàn gồm đủ bốn đôi tám bậc thánh tù đạo đức thiên đinh trí tuệ gia thoát cũng như ti kiến già thoát tánh chúng như thế đáng được tôn kính phụng sự cúng dường là ruộng phước tốt cho đời dấu trồng âm cao thường bông là từ áo trắng quán niệm giờ lật được Phật giảng dạy không có thiết niệm không bị tì vết không bị nhớ có khả năng lớn bảo hộ đạo đức giúp người giữ giới an trú cảnh dài trong cảnh giới Phật tới này thanh cao vốn được hiền thủy khen gợi tiếp nhẫn thật tâm truyền bàn người ganh đàn đà tử áo trắng khi thực tập đường bổn tâm cao thường một cách trọn vẹn là đề chấm dứt các nẻo ác xấu không còn bị đọa lạc địa ngục ngà quỷ và xuất sanh hương đến chức đắng quả lô đào ngay trong hiện tại người tử tử ấy đi vừa nẻo giác thiên hóa phiền nào là tội đã mấy lần sinh tử trong cõi trời ngờ là cò thở đạt giác ngô gia thoát cũng còn lỗ đâu sau khi thiên kiếp nắm điều đạo đức bốn tấm cao thường tử tôn mong trùng tiện tóm tắt một bài cỡ dở hiểu sâu để người tài gia sáng suốt sợ các cảnh giới sâu xuyên tập tu chính pháp chuyện ở mọi khổ đau không giết hại sự sống chân thật không trộm cắp chung thì trọng hôn nhân không nói lời tổn hại không rượu và ma tiền tâm hương vừa phóng pháp căn lành luôn tăng trưởng hiện đời được hạnh phúc như chết tái sinh lành qua lại trong trời người nhiều nhất là bảy lần tiếp tục tu nhân lành đạt niết bàn gia thốt nghe Phật dạy sống ngài thể lợi khuất cấp khổ độc và 500 cư sĩ cảm thấy hân hoan phát nguyện làm theo những điều Phật dạy đồng thời phát nguyện lời truyền bá về Phật tiêm lợi lạc cho khắp mọi người Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hồi Lạc Trang 168 tụng kinh tu tập phước tăng thiên đem hồi hướng xa gần khắp nơi nguyện cho tất cả trời người đều vào cõi Phật xá người chân tâm dường trầm luân sống trong tri tờ thành thanh cõi lòng nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn ơn theo Bồ Tát làm tròn tấm gương như thánh cõi tình Tây Phương mẹ cha chính phẩm sáng hoàng nêu danh nói cười chứng ngộ vô sanh đồng hành tâm linh nghiện đêm công đức tạo thành hướng về tất cả chúng sinh mỗi loài đại bán hạnh phúc muôn nơi giúp người giác ngộ áo vui đau